Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 14 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin gần 75% doanh nghiệp Việt Nam sẽ phá sản nếu căng thẳng tiếp tục kéo dài trong 6 tháng. Dịch Vũ Hán đang thách thức kinh tế toàn cầu, giới chuyên gia quốc tế đã nhận định khả năng tái diễn khủng hoảng tài chính thế giới đang rất cận kề. Đây là hình ảnh thông báo tạm đóng cửa vì dịch Vũ Hán tại một nhà hàng ở Hà Nội. Hiện nay có vô số thông báo tương tự như thế tại khắp nơi ở Việt Nam, từ Hà Nội, Sài Gòn cho đến Đà Nẵng và nhiều vùng khác. Và tại Việt Nam, các báo cáo sơ bộ của chính phủ ngày 12 tháng 3 đã cho hay như sau. Ngành hàng không ước tính thiệt hại 25.000 tỷ đồng, tức là tương đương hơn 1 tỷ đô la. Ngành đường sắt trong 20 ngày đầu tháng 2 đã giảm khoảng 2,8 triệu đô la so với cùng kỳ năm ngoái. Một phần trả tiền hoàn lại cho 40.000 vé tàu khách đã hủy. Cục thuế Hà Nội ngày 12 tháng 3 cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2020, Hà Nội có hơn 3.000 hộ kinh doanh phải giải thể, tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch viêm phổi Vũ Hán. Cụ thể, trên 1.089 hộ kinh doanh đã giải thể, bỏ kinh doanh và 2.351 hộ tạm nghỉ kinh doanh. Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, chỉ riêng tháng 2 đã có 5.000 doanh nghiệp Việt Nam tạm ngừng kinh doanh, 5.000 doanh nghiệp giải thể hoặc chờ giải thể. Đáng chú ý, trong 2 tháng đầu năm 2020, đã có 16.200 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Tổng cục Thống kê đã cho biết như vậy. Và kỳ thống kê tháng 2 rơi vào bão của dịch Vũ Hán, những ngành dự báo bị ảnh hưởng nhiều nhất là hàng không, du lịch, khách sạn. Và không phải chỉ có doanh nghiệp nhỏ ngừng hoạt động, mà trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch viêm phổi Vũ Hán, trong ngày 12 tháng 3, một số lãnh đạo của các tập đoàn lớn như Sun Group, Thaco, Vietjet cũng đã đưa ra thông tin đang gặp khó khăn trong cuộc gặp gỡ của họ với ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Đây là hình ảnh ngành đường sắt của Việt Nam hiện nay đang phải vay nợ để tạm ứng lương cho nhân viên và dự kiến sẽ phải ngừng chạy tàu trước tình trạng thua lỗ kéo dài. Trong đó, Cục Hàng không, Bộ Giao thông Vận tải ước tính hàng năm Việt Nam có thể thiệt hại 25.000 tỷ đồng, tức là hơn 1 tỷ đô la. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT, cho biết trên trang Việt Nam Express rằng 74% doanh nghiệp nói là sẽ phá sản nếu dịch bệnh kéo dài 6 tháng, do họ không thể bù đắp các khoản chi cho hoạt động như trả lương, lãi vay ngân hàng, tiền thuê mặt bằng và nhiều khoản khác. Bên cạnh đó, có khoảng 30% doanh nghiệp sẽ mất từ 20 đến 50% doanh thu và 60% thậm chí doanh thu bị giảm hơn một nửa. Chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam có khoảng 800.000 doanh nghiệp và hàng triệu hộ kinh doanh cá thể. Ông nói lúc này mỗi doanh nghiệp, tập đoàn phải là pháo đài cùng chính phủ phòng và chống dịch. Ông Phúc cho hay chính phủ sẽ có một chương trình hỗ trợ doanh nghiệp toàn diện, tổng thể về thuế, phí, bảo hiểm với những ngành lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề. Ở một diễn biến khác liên quan đến dịch viêm phổi Vũ Hán, trong ngày 12 tháng 3, hai khu du lịch lớn tại Lai Châu gồm khu du lịch sinh thái Đỉnh Đèo, Ô Quy Hồ và cầu Kính Rồng Mây thông báo ngừng đón khách. Lãnh đạo thành phố Hội An cũng cho biết thành phố tạm dừng bán vé tham quan phố cổ và phố đi bộ từ ngày 12 tháng 3 cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2020. Và Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Long đã trao đổi với đài BBC News tiếng Việt qua thư điện tử về tác động của dịch viêm phổi Vũ Hán lên nền kinh tế Việt Nam và những gì Việt Nam cần phải làm để vượt qua khó khăn do tác động đó, cũng như để tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững hơn. Ông Phạm Long làm việc tại Trường Kinh doanh và Khoa học Xã hội Đại học Louisiana, Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu hôm 12 tháng 3 năm 2020 rằng các tập đoàn, doanh nghiệp phải là pháo đài trong phòng chống dịch bệnh. Ngoài du lịch, các ngành sản xuất như may mặc, da giày, điện tử, sản xuất và lắp ráp ô tô đang chịu áp lực rất lớn vì hầu hết các nguyên liệu, vật liệu, phụ trợ, phụ tùng hay thiết bị đầu vào cho quá trình sản xuất được nhập từ Trung Quốc. Nay do dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch mà Trung Quốc đang triển khai, trong đó có kiểm soát biên giới và các dòng giao lưu chuyển hàng hóa đang trở thành
bị thiếu hụt nghiêm trọng. Nhìn chung, các chuyên gia nhận định là các doanh nghiệp đang hoạt động trong những ngày này là rất cố gắng, thì cũng chỉ chống đỡ được cho đến cuối tháng 3 hay nửa đầu tháng 4. Sau đó, nếu tình trạng không tiến triển tốt lên thì sẽ không đủ các yếu tố đầu vào cho quá trình sản xuất. Lúc đó, việc đóng cửa từng phần hoặc toàn bộ nhà máy chỉ là vấn đề thời gian. Tiến sĩ Phạm Long đã nhận định như vậy. Ông nói thêm, cũng lưu ý rằng bên cạnh việc nhập khẩu đầu vào cho quá trình sản xuất từ Trung Quốc và các doanh nghiệp của chúng ta còn nhập khẩu đáng kể từ Hàn Quốc, Nhật Bản. Và tình hình dịch Vũ Hán ở hai quốc gia này cũng đang có những dấu hiệu xấu đi. Do đó, càng gây áp lực đối với các ngành sản xuất của chúng ta. Bên cạnh đó, lĩnh vực nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản cũng đã bị ảnh hưởng vì phần lớn là chúng ta sản xuất và xuất khẩu sang Trung Quốc. Nay Trung Quốc đang tạm thời kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu và dòng lưu chuyển hàng hóa, chính vì vậy cũng bị đình trệ. Và nói tóm lại, không trực tiếp thì gián tiếp, hầu hết các ngành, lĩnh vực và doanh nghiệp của Việt Nam đang bị tác động tiêu cực do dịch viêm phổi Vũ Hán gây ra, tiến sĩ Phạm Long đã nói. Đây là hình ảnh thống kê tình hình dịch cúm viêm phổi Vũ Hán. Toàn thế giới đã có 13.658 người nhiễm, có hơn 5.000 ca tử vong. Tại Ý có 15.113 ca nhiễm và hơn 1.000 ca tử vong. Việt Nam đã có ca nhiễm thứ 47, tăng 30 ca sau ca nhiễm thứ 17 và con số này vẫn tiếp tục tăng lên hàng ngày. Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào ngày 12 tháng 2 năm 2020 đã công bố báo cáo đánh giá ảnh hưởng của dịch viêm phổi Vũ Hán đối với nền kinh tế của Việt Nam và đã giảm mức dự báo GDP xuống chỉ còn 5,96% nếu dịch kéo dài đến hết quý 2 so với mục tiêu đặt ra trước đó cho cả năm là 6,8%. Về chuyện này, Phó Giáo sư Phạm Long cho rằng con số này còn phụ thuộc vào dịch sẽ được kiểm soát hoàn toàn như thế nào ở Việt Nam. Các nước cung cấp đầu vào sản xuất cho Việt Nam và trên thế giới, mức độ chịu ảnh hưởng của GDP là khác nhau. Ông nói một số ngành bị thiệt hại của Việt Nam, ví dụ như ngành hàng không, từ cuối tháng 1 đến nay đã giảm doanh thu khoảng 25.000 tỷ đồng. Ngành du lịch có thể thiệt hại đến 5 tỷ đô la nếu dịch kéo dài đến hết quý 2. Các kịch bản cho sự sụt giảm của GDP phụ thuộc vào khi nào thì loại virus viêm phổi Vũ Hán được kiểm soát. Hết quý 1, hết quý 2 hay lâu hơn, ông chia sẻ. Các chuyên gia cho rằng khả năng GDP của Việt Nam sẽ bị sụt giảm trong khoảng từ 0,5 đến 1% trong năm 2020. Tuy nhiên, đó chỉ là con số dự đoán. Nếu tình hình tích cực, tức là dịch viêm phổi Vũ Hán được kiểm soát sớm hơn, thì công suất hoạt động của các nhà máy sản xuất và chế biến sẽ ở mức cao hơn bình thường sau khi bị nén trong thời gian dịch bệnh. Để bù đắp cho những tổn thất trước đó, thì mức giảm của GDP có thể thấp hơn 0,5%. Giữa tình hình đó, thì chính phủ Việt Nam có nên đưa ra các gói kích thích tài chính tiền tệ hay không? Đây cũng đang là một câu hỏi được đặt ra đối với nền kinh tế đất nước. Đây là hình ảnh hai tuyến đường thành phố Phan Thiết đã bị cách ly 22 ngày kể từ lúc 0 giờ ngày 13 tháng 3 cho đến 0 giờ ngày 3 tháng 4 vì 9 người đã bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán sau khi phát hiện bệnh nhân thứ 34. Tiến sĩ Đinh Tuấn Minh trong bài viết trên tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn cho rằng dù với bất kỳ kịch bản nào thì chính phủ cần phải kiên định không lạm dụng chính sách tiền tệ để kích thích nền kinh tế. Tuy nhiên, có chuyên gia cho rằng kích thích tiền tệ là điều cần thiết, nhấn mạnh là trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, một khu vực chính phủ có thể cần tăng chi tiêu ngay là bổ sung nguồn lực cho hệ thống y tế, tăng và mở các khoản bảo hiểm thất nghiệp. Quan điểm này cũng viện dẫn gần đây, Hồng Kông đã có gói kích thích tiền tệ rất lớn, với việc phát cho mỗi người dân trên 18 tuổi 1.200 đô la không cần điều kiện. Phó giáo sư Phạm Long cũng cho rằng Việt Nam cần một gói kích thích tài chính. Tuy nhiên, điều này phải được đặt trong bối cảnh tổng thể của phát triển kinh tế với mục tiêu tăng trưởng, giảm thiểu các hoạt động xu hướng đang chứng lại của nền kinh tế thế giới và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững, chứ không phải chỉ là những điều diễn ra xung quanh câu chuyện của dịch viêm phổi. Ông nhận định như sau, cái mà chúng ta quan tâm hiện nay là khi nào thì dịch viêm phổi Vũ Hán sẽ chấm dứt, có thể là cuối quý 1, cuối quý 2 vào năm 2020, hay cũng có thể là lâu hơn. Thuật ngữ chúng ta hay dùng ở đây là hỗ trợ tạm thời trong ngắn hạn với kỳ vọng dịch sẽ nhanh chóng được kiểm soát. Và để hỗ trợ các doanh nghiệp có các hoạt động xuất khẩu, chính phủ có lẽ cũng nên rà soát các giải pháp nhằm giảm một số loại thuế phí,
ví dụ cầu đường, bến bãi, lưu kho, lưu thông, Phó giáo sư Phạm Long đã phân tích tiếp. Đây là hình ảnh hoang vắng chưa từng thấy ở Chùa Hương trong mùa dịch. Liệu đây có phải là cơ hội để thoát chung cho Việt Nam hay không cũng là một câu hỏi được đặt ra. Với chuyện trong nguy cơ, trong nguy có cơ, tiến sĩ Lê Đăng Doanh từng cho rằng đây là cơ hội tái cơ cấu nền kinh tế nhằm ít phụ thuộc hơn vào một thị trường duy nhất. Phó giáo sư Phạm Long một lần nữa nhấn mạnh rằng chúng ta nên xem xét trên một tác động cụ thể chứ không phải từ câu chuyện của dịch Vũ Hán này. Các số liệu thống kê cho thấy vào năm 2019, Việt Nam nhập khẩu khoảng 40 tỷ đô la các linh kiện điện tử thì nhập từ Trung Quốc là gần 14 tỷ đô, nhập khẩu trên 23 tỷ đô la bông, sơ, sợi, vải, phụ liệu để da giày, trong đó nhập từ Trung Quốc là trên 11 tỷ đô. Đó là minh chứng cho thấy chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc về các yếu tố đầu vào cho quá trình sản xuất tại Việt Nam. Thoát chung nói thì rất dễ, nhưng bắt đầu làm từ đâu và làm như thế nào thì lại là câu chuyện không đơn giản. Đến Mỹ hay Nhật còn phụ thuộc chặt chẽ vào Trung Quốc nữa là Việt Nam, ông chia sẻ. Lấy ví dụ đơn giản, có khoảng 800 nhà cung cấp của hãng Apple quả táo thì có khoảng 300 nhà cung cấp đến từ Trung Quốc. Hàn Quốc cũng là một cường quốc về ngành sản xuất nhưng cũng phụ thuộc rất chặt chẽ vào nguồn cung cấp từ Trung Quốc. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 14 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi và bình luận vào YouTube này. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa.